Ok, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Thư viện Game. Trong clip trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về anh chàng Zhongli, nhà vương đế quân của chúng ta trong tựa game Genshin Impact, cũng như là cách chơi anh chàng này với vai trò support hỗ trợ. Trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với cách biến nham thần của chúng ta trở thành một chiến thần thương thụ với vai trò đam DPS chủ lực. Không để anh em phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi nào. Nếu bạn muốn mua app làm game Genshin Impact giá rẻ và lại an toàn thì hãy đến với shop genshin.com. Với giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng, phương thức thanh toán đa dạng 24/7 để bạn nhanh chóng sở hữu em ưng ý của đời mình. Và không chỉ có Genshin Impact, bạn có thể nạp tất cả các game cực kỳ tiện lợi và an toàn. Trước khi đi vào với những nội dung chính của chúng ta trong clip ngày hôm nay thì cũng giống như những clip Genshin Impact tà đạo khác, chúng ta sẽ cần một số thống nhất để tránh những tranh cãi không đáng có. Đầu tiên, như mình đã ghi rất rõ trong ảnh bìa cũng như là tiêu đề của clip, đây là một clip Genshin Impact tà đạo. Vì vậy, đây không phải là cách chơi phổ biến, cách chơi hiệu quả nhất cho anh chàng Zhongli. Vị trí thích hợp nhất cho anh chàng Zhongli ở thời điểm hiện tại đó là vai trò hỗ trợ mà mình đã hướng dẫn rất chi tiết trong clip trước. Nếu các bạn quan tâm, có thể tham khảo đường link như dưới phần mô tả của clip ngày hôm nay. Vì vậy, hướng build DPS cho Zhongli sẽ chỉ phù hợp với những người quá yêu mến anh chàng Zhongli, không muốn anh chàng này ở hai vị trí support, hay là những người thích lối chơi độc lạ, vui vẻ và khác biệt giống như mình. Thứ hai là về mặt thông tin, thuộc tính cũng như là bộ kỹ năng của nhân vật. Mình đã nói nhận xét đánh giá rất kỹ trong clip tiêu điểm nhân vật Zhongli rồi. Nếu các bạn quan tâm, có thể tham khảo đường link như dưới phần mô tả của clip ngày hôm nay. Vì vậy trong clip ngày hôm nay mình sẽ không nhắc lại nữa, mà sẽ chỉ ra những đặc điểm khiến cho anh chàng Zhongli của chúng ta có thể đảm nhận được vai trò đam DPS chủ lực thôi anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin chính của clip ngày hôm nay. Đầu tiên là những đặc điểm khiến cho anh chàng Zhongli của chúng ta có thể đảm nhận tốt vai trò đam DPS chủ lực. Thứ nhất, về mặt thuộc tính cơ bản của nhân vật thì Zhongli có chỉ số tấn công khá thấp với những nhân vật DPS 5 sao. Tuy vậy, khi so sánh với những nhân vật 4 sao thì chỉ số tấn công cơ bản của Zhongli vẫn ở mức khá cao. Ví dụ như Rosaria chỉ có tấn công căn bản cao nhất là 240, còn có thể chơi tốt ở vị trí đam DPS chủ lực, thì chẳng có lý do gì mà anh chàng Zhongli của chúng ta với tấn công căn bản cao nhất là 251 lại không thể chơi ở vị trí này. Thứ hai nữa, chỉ số máu của Zhongli là rất cao, lên tới là 14.695 ở cấp độ 90. Trong một số trường hợp như kết hợp với trượng hộ ma thì nó có thể mang lại lợi thế về chỉ số tấn công cho Zhongli. Ngoài ra, về mặt thuộc tính, Zhongli có một điểm trừ khi build theo hướng DPS chủ lực. Cụ thể, với hướng build DPS chủ lực, lượng sát thương chủ đạo của Zhongli là lượng sát thương vật lý, nhưng chỉ số khi đột phá nhân vật lại gia tăng sát thương nguyên tố nham nên hiệu quả mang lại là không nhiều. Tiếp theo, chúng ta đến với kỹ năng đánh thương, lượng sát thương chủ đạo của Zhongli với hướng build DPS chủ lực. Chúng ta sẽ nói về mặt nhược điểm trước, mà cụ thể ở đây đó là lượng sát thương gây ra. Cụ thể ở mức Thiên Phú 10, với một combo đánh thường cơ bản 6 hit, Zhongli chỉ có thể gây ra là 774% sát thương mà thôi. Trong khi đó với Xiao thì con số này lên tới là 750%. Thực sự là lượng sát thương chênh nhau rất nhiều phải không các anh em? Nhưng bù lại, Zhongli có tốc độ tấn công cao hơn rất nhiều so với Xiao. Cụ thể với một combo đánh thường 6 hit, Zhongli chỉ mất 3 giây, nhưng Xiao thì lên tới là 4 giây. Nên lượng sát thương theo thời gian thì chênh lệch giữa hai nhân vật này cũng không phải là quá nhiều. Ngoài ra, kỹ năng đánh thường của Zhongli còn một lợi thế nữa, đó là số lần gây sát thương. Cụ thể, với một combo đánh thường cơ bản 6 hit thì số lần gây sát thương lại lên tới là 9 lần. Nên nếu kết hợp với những nhân vật có khả năng gia tăng sát thương trên hòn đánh như là kỹ năng buff của Zunjin thì hiệu quả sẽ rất cao. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với kỹ năng nguyên tố của Zhongli. Như các bạn đã biết, ngoài khả năng tạo ra trụ nham liên tục gây sát thương nguyên tố nham, tạo ra khiên ngọc có khả năng hấp thụ sát thương, thì khiên ngọc còn có khả năng trừ kháng tất cả các nguyên tố và trừ kháng vật lý của mục tiêu 20%. Điều này sẽ cực kỳ hiệu quả với Zhongli DPS, vì lượng sát thương anh chàng gây ra là lượng sát thương hỗn hợp giữa cả sát thương vật lý và sát thương nguyên tố nham, nên nó sẽ gia tăng rất nhiều sát thương mà Zhongli có thể gây ra. Ngoài ra thì cả sát thương từ kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ của Zhongli đều phụ thuộc rất nhiều vào chỉ số tấn công, nên với hướng build DPS chủ lực với nhiều tấn công hơn, nhiều tỷ lệ chí mạng sát thương chí mạng hơn thì lượng sát thương của những kỹ năng này cũng khá là lớn. Và đặc điểm cuối cùng mà mình muốn nói đến đó chính là nội tại thứ hai của Zhongli mang tên là suy kim soạn ngọc, gia tăng tất cả sát thương mà Zhongli gây ra, từ đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp, sát thương từ kỹ năng nguyên tố, sát thương cộng hưởng, sát thương từ kỹ năng nộ, tỷ lệ với lượng máu tối đa của Zhongli. Mặc dù với hướng build DPS chủ lực, chúng ta sẽ không tập trung vào chỉ số máu cho Zhongli, nhưng mình có thể chắc chắn với các bạn, thông thường Zhongli sẽ vẫn trên 20.000 máu. Tức là mỗi lần gây sát thương bằng đòn đánh thường, trọng kích hay là tấn công khi đáp sẽ được tăng khoảng 300 sát thương. Với sát thương từ kỹ năng nguyên tố, sát thương cộng hưởng sẽ được tăng khoảng 400 sát thương. Cuối cùng là kỹ năng nộ sẽ tăng khoảng 6.500 sát thương. Và không chỉ dừng lại ở đó đâu, lượng sát thương này còn được gia tăng bởi lượng sát thương chí mạng của Zhongli, bởi hiệu quả gia tăng sát thương vật lý với những đòn đánh thường, trọng kích và tấn công khi đáp, bởi hiệu quả gia tăng sát thương nguyên tố nham với sát thương của kỹ năng nguyên tố, sát thương cộng hưởng và sát thương từ kỹ năng nộ.
Với hướng build DPS thì lượng tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng cũng như là sát thương vật lý của dòng Lee sẽ rất là cao, nên hiệu quả gia tăng sát thương từ nội tại suy kim soạn ngọc cũng khá là lớn, thậm chí là không hề thua kém với hướng build tập trung vào máu. Từ tất cả những thông tin ở trên, chúng ta có thể thấy được rằng với hướng build DPS chủ lực, mặc dù dòng Lee có một số nhược điểm như là lượng sát thương tổng thể phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không chỉ là chỉ số tấn công, tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng như những nhân vật khác, mà còn là chỉ số máu, lượng gia tăng sát thương vật lý, sát thương nguyên tố nham. Điều này dẫn tới là khó có hướng build nào thực sự tối ưu hoàn toàn cho dòng Lee DPS chủ lực, hay là nhược điểm về lượng sát thương từ những đòn đánh thường không phải là quá lớn. Bù lại, anh chàng nham vương đế quân của chúng ta cũng có khá nhiều ưu điểm để có thể đảm nhận tốt vai trò đam DPS chủ lực, như là tốc độ đánh cao, gây nhiều lần sát thương, kỹ năng nguyên tố cho khả năng phá kháng tất cả các nguyên tố phá kháng vật lý của mục tiêu để gia tăng lượng sát thương gây ra, hay là nội tại cũng gia tăng rất nhiều sát thương mà dòng Lee có thể gây lên mục tiêu. Tổng kết lại, tuy không thể bằng được những nhân vật thuần DPS như là Xiao, Hu Tao, nhưng anh chàng dòng Lee của chúng ta hoàn toàn có thể đảm nhận được vai trò đam DPS chủ lực. Hướng build tối ưu nhất cho dòng Lee DPS chủ lực ở thời điểm hiện tại đó là hướng build sát thương vật lý. Với chỉ số mà chúng ta cần tập trung đó là tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng, vì nó sẽ gia tăng đều lượng sát thương cho cả lượng sát thương vật lý và lượng sát thương nguyên tố nham của dòng Lee. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể hướng build cho dòng Lee DPS chủ lực. Đầu tiên tất nhiên rồi, đó chính là những món vũ khí. Về vũ khí 5 sao thì sự lựa chọn phù hợp nhất chính là cây trượng hộ ma. Món vũ khí này vừa có tấn công căn bản cao, dòng phụ gia tăng rất nhiều sát thương bạo kích, nội tại gia tăng lượng máu tối đa và tư lượng máu tối đa để gia tăng chỉ số tấn công cho dòng Lee. Nó quá hoàn hảo với dòng Lee luôn, dù ở vị trí support hay là vị trí đam DPS chủ lực. Chỉ có một chú ý, đó là các bạn nên duy trì lượng máu của dòng Lee dưới 50% để phát huy tối đa nội tại của món vũ khí này. Sự lựa chọn thứ hai là cây hỏa phát diên. Món vũ khí này có tấn công căn bản rất cao, dòng phụ và nội tại gia tăng khá nhiều tỷ lệ bạo kích, chỉ số tấn công cũng như là lượng sát thương gây ra. Đây là những chỉ số mà DPS nào cũng cần. Sự lựa chọn thứ ba là cây giáo nịnh thần. Món vũ khí này gia tăng rất nhiều chỉ số tấn công cho dòng Lee, ngoài ra còn gia tăng hiệu quả khiên. Với món vũ khí này, dòng Lee DPS sẽ trở nên công thủ toàn diện. Sự lựa chọn thứ tư là cây xương sống thiên không. Cũng giống như hỏa phát diên, món vũ khí này có tấn công căn bản rất cao, dòng phụ gia tăng hiệu quả nạp nguyên tố, giúp dòng Lee có thể nhanh chóng sử dụng kỹ năng nộ của mình. Nội tại của món vũ khí này thì gia tăng thêm rất nhiều sát thương cho những đòn đánh thường của dòng Lee. Cuối cùng là cây thương hủy diệt. Thực sự thì món vũ khí này phù hợp hơn với những nhân vật support, kể cả dòng Lee support. Tuy vậy, nếu không có sự lựa chọn nào khác thì đây cũng là một sự lựa chọn hợp lý cho dòng Lee DPS, khi nó gia tăng rất nhiều chỉ số tấn công cũng như là lượng sát thương nguyên tố. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những món vũ khí 4 sao. Ưu tiên hàng đầu sẽ là cây thương quyết chiến, món vũ khí mà chúng ta có thể có được khi mua Battle Pass của game. Nhược điểm của món vũ khí này đó là tấn công căn bản không phải là quá cao, nhưng bù lại dòng phụ của nó lại gia tăng rất nhiều tỷ lệ bạo kích. Nội tại của món vũ khí này cũng có thể gia tăng khá nhiều chỉ số tấn công. Ở vị trí thứ hai đó là cây thương hắc nham. Món vũ khí này có tấn công căn bản ở mức độ trung bình, dòng phụ gia tăng rất nhiều sát thương bạo kích. Nội tại của nó cũng có thể gia tăng khá nhiều chỉ số tấn công. Tuy vậy nó có hai nhược điểm. Thứ nhất là bạn sẽ phải bỏ ra khá nhiều tinh huy để có thể sở hữu, và thứ hai, nội tại của nó khó có thể kích hoạt trong những màn đánh boss đơn mục tiêu. Thứ ba, nếu bạn cần lựa chọn một món vũ khí rèn cho dòng Lee DPS thì Lưu Nguyệt Trâm chính là món vũ khí phù hợp nhất. Món vũ khí này có tấn công căn bản rất cao trong những món vũ khí 4 sao, dòng phụ gia tăng khá nhiều sát thương vật lý, nội tại của nó gia tăng thêm sát thương cho những đòn đánh thường và trọng kích. Tất nhiên, nếu bạn không có Lưu Nguyệt Trâm hay không còn phôi thương để chế tạo món vũ khí này thì thương Long Tích cũng là một sự lựa chọn khá ổn cho dòng Lee DPS. Ngoài những món vũ khí 4 sao kể trên, nếu trong đội hình của bạn có nhiều nhân vật đến từ Lý Duê thì cây thương Thiên Nham là một sự lựa chọn rất ổn cho dòng Lee DPS, khi nó có thể gia tăng rất nhiều chỉ số tấn công và khá nhiều tỷ lệ bạo kích cho dòng Lee. Cuối cùng, với những bạn muốn chơi dòng Lee DPS ngay ở giai đoạn đầu game khi chưa sở hữu những món vũ khí 4 và 5 sao kể trên thì thương Bạch Ảnh là món vũ khí 3 sao phù hợp nhất. Nó vừa gia tăng khá nhiều tỷ lệ chí mạng, lại gia tăng rất nhiều sát thương cho những đòn đánh thường. Sau vũ khí, chúng ta sẽ đến với những bộ thánh di vật phù hợp nhất với dòng Lee DPS. Ở giai đoạn đầu game thì cũng giống như những DPS cận chiến khác, bộ thánh di vật phù hợp nhất với dòng Lee chính là bộ 4 cuồng chiến, có thể gia tăng tối đa 36% tỷ lệ chí mạng khi bạn có thể duy trì lượng máu của dòng Lee dưới 70%. Sau này khi bạn đã có thể đánh được boss tuần, boss tinh anh, chúng ta sẽ thay thế dần sang bộ 4 lệ bế mạc của giác đấu sĩ để vừa gia tăng chỉ số tấn công, lượng sát thương của những đòn đánh thường, lại vừa cải thiện chỉ số của dòng Lee với những món thánh di vật 5 sao. Cuối cùng, khi bạn đã có thể kiếm được những bộ thánh di vật cấp cao thì bộ thánh di vật phù hợp nhất với dòng Lee DPS chính là bộ 4 dòng hồi ức bất tận, không chỉ gia tăng 18% tấn công mà nó còn gia tăng tới 50% sát thương cho những đòn đánh thường và trọng kích. Với một kỹ năng nộ tiêu tốn chỉ 40 điểm năng lượng nguyên tố thì dòng Lee có thể sử dụng tốt bộ thánh di vật này mà vẫn có thể liên tục sử dụng kỹ năng nộ để hỗ trợ cho bản thân và đồng đội. Một hướng build khác dễ dàng hơn, giúp bạn đỡ trầm cảm hơn trong việc kiếm thánh di vật, đó là bộ thánh di vật mix giữa hai kỵ sĩ đạo và hai lửa trắng xám, gia tăng 50% sát thương vật lý cho dòng Lee. Sự lựa chọn thứ ba là bộ 4 sao băng bay ngược.
Mang về cho Zhongli 35% hiệu quả khiên, 40% sát thương cho những đòn đánh thường và trọng kích, giúp Zhongli trở nên công thủ toàn diện. Về mặt chỉ số của bộ thánh sinh vật chúng ta sẽ là như sau, 3 món chính, mũ sẽ là tỷ lệ chí mạng hoặc sát thương chí mạng. Tỷ lệ chí mạng hay sát thương chí mạng sẽ phụ thuộc vào lượng tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng của nhân vật, làm sao cho nó cân bằng hiệu quả nhất. Cốc chúng ta sẽ lấy sát thương vật lý, đồng hồ sẽ là phần trăm tấn công. Về chỉ số phụ của bộ thánh sinh vật chúng ta sẽ ưu tiên lần lượt như sau, ưu tiên hàng đầu sẽ là tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng, sau đó đến phần trăm tấn công, hiệu quả nạp nguyên tố, cuối cùng là phần trăm máu. Với việc sở hữu một kỹ năng nộ có thời gian hồi chiêu là 12 giây, tiêu tốn 40 điểm năng lượng nguyên tố để sử dụng, kỹ năng nguyên tố cho khả năng nạp nguyên tố khá tốt và trong đội hình sẽ thường có một nhân vật mang nguyên tố nhám hỗ trợ, thì các bạn không cần phải quan tâm quá nhiều đến hiệu quả nạp nguyên tố của Zhongli đâu, có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu thôi. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với những người đồng đội, những đội hình thích hợp nhất để kết hợp với anh chàng Zhongli DPS chủ lực của chúng ta. Đội hình mà mình khuyên các bạn nên sử dụng cho Zhongli DPS sẽ là đội hình hai nham một băng một lôi. Trong đó chúng ta lấy hai nham để lấy cộng hưởng nguyên tố nham, vừa gia tăng khả năng nạp nguyên tố cho Zhongli và người đồng đội bằng nguyên tố nham, vừa gia tăng lớp khiên có khả năng phá kháng nham để gia tăng lượng sát thương của Zhongli và người đồng đội bằng nguyên tố nham, lại có khả năng gia tăng sát thương cho toàn bộ đội hình. Lấy thêm nhân vật mang nguyên tố băng và nguyên tố lôi để tạo nên phản ứng siêu dẫn trừ kháng vật lý của mục tiêu, gia tăng lượng sát thương vật lý cũng là lượng sát thương chủ đạo của Zhongli DPS. Cụ thể hơn với support hệ nham thì ưu tiên hàng đầu sẽ là Abedo, sau đó đến Junjin, tiếp theo là main nham, cuối cùng là Ninh Hoang. Về Noel thì bạn chỉ nên sử dụng nếu trong đội hình của bạn không có nhân vật hồi máu và bạn không tự tin về khả năng của bản thân cũng như là lớp khiên của Zhongli có thể đảm bảo sự an toàn cho cả team. Tiếp theo về support hệ lôi thì chúng ta có khá nhiều sự lựa chọn ở vị trí này. Ưu tiên hàng đầu sẽ là lôi thần Raiden Shogun, sau đó đến Sara, Fischl, Beidou, Meloy, thậm chí là Lisa cũng vẫn là ok. Cuối cùng chúng ta đến với nhân vật support hệ băng, chúng ta cũng có khá nhiều sự lựa chọn ở vị trí này. Ưu tiên hàng đầu sẽ là Senhi, Rosaria, Quy Quy, Diona, thậm chí là Keiza cũng rất là ok. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ đến các anh em về cách chơi Zhongli DPS sát thương vật lý trong tựa game Genshin Impact. Còn các bạn thì sao, những khán giả của kênh Thư Viện Game, sau khi đã xem clip ngày hôm nay, các bạn có suy nghĩ như thế nào về cách chơi này? Các bạn đã áp dụng cách chơi này cho anh chàng Zhongli của mình hay chưa? Các bạn có đóng góp bổ sung gì? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment để mình và mọi người cùng trao đổi nhé. Cuối cùng, trước khi kết thúc clip ngày hôm nay, nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là chia sẻ nó với bạn bè của mình. Bye bye tất cả các anh em. Hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những clip tiếp theo, đặc biệt là về tựa game Genshin Impact anh em nhé. Thư Viện Game xin chào.